Xin kính chào anh em, mình tên là Lê Trí. Hôm nay mình xin được hạnh giới thiệu đến tất cả các anh em và các nhà sưu tập chiếc đồng hồ Omega Speedmaster dòng Churrap. Dòng Churrap mặt xanh zin còn rất đẹp và rất mới. Tất cả đều nguyên zin, dây khóa zin. Đây là chiếc Omega Speedmaster dòng Churrap. Sử dụng caliber 1150. Chiếc này size là 39. Chưa bao gồm đo núm. Kim bấm Churrap thì rất là nhạy nha anh em. Quăng ngay vị trí 12 giờ. Kim băng đúng vị trí 12 giờ. Mặt cái ô màu xanh rất là đẹp và độc. Đồ màu xanh rất đẹp rất độc. Bên trong mặt các mặt cái ô nhỏ được làm màu xanh thẳm hơn một tí nên nhìn rất là đẹp. Nha anh em. Dòng này thì núm hình bát quái nhìn rất là hay, bắt mắt. Dây rất là đẹp, còn rất là dài. Anh em có thể 80 phần 80 kg anh em đều vẫn vừa nha anh em. Hay đáy ngựa hình ngựa biển. Bên mình giao lưu với chiếc Omega Speedmaster này với giá là 21 triệu đồng và ship miễn phí toàn quốc nha anh em. Chiếc Omega Speedmaster tất cả nguyên zin. Nếu anh em có nhu cầu vui lòng liên hệ mình là địa chỉ 1079 đường 3 tháng 2 phường 6 quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Với chiếc này mình bán thì mình sẽ bảo hành cho anh em là 12 tháng. 12 tháng chiếc này thì mình đã cho anh em thợ kiểm tra thì máy chạy rất chuẩn. Anh em. Đây là cái loại thép 904 của Omega nên là thép rất là bắt sáng, rất là đẹp. Lên tay rất là vừa vặn. Cho những anh em nào thích size to, thích những chiếc size to, bên tay bắt rất là vừa nha anh em. Anh em nào có nhu cầu vui lòng liên hệ với bên mình hoặc là số điện thoại 0909 780 883. Xin chào anh em và xin hẹn gặp lại.